Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tại Kỹ sư Điện Máy, tôi rất hân hạnh giới thiệu với các bạn chiếc máy giặt đời mới nhất của hãng Electrolux, model năm 2022, ký hiệu EWF1024P5SB. Chưa bao giờ trên thị trường lại xuất hiện một chiếc máy giặt có màu đen mờ sang trọng đến như vậy. Nó khiến người ta liên tưởng tới những chiếc siêu xe. Với 14 chương trình giặt, kết hợp với các tùy chọn nhiệt độ nước, tốc độ vòng vắt, chế độ giặt sơ và chế độ xả thêm một lần, chiếc máy giặt này đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tối đa của mọi gia đình. Hãng Electrolux rất hào phóng khi trang bị cho nó một loạt những công nghệ tối tân như Eco Inverter giúp cho chiếc máy giặt tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường. Công nghệ Hygentic giúp máy giặt tiêu diệt 99.9% tác nhân gây dị ứng, đem lại sự an toàn cho cả gia đình. Công nghệ Ultramix giúp chiếc máy giặt sạch sâu tới tận bên trong từng sợi vải, ngay cả khi sử dụng chế độ giặt nước lạnh. Toàn bộ chiếc máy này được hãng Electrolux bảo hành 2 năm, riêng motor và lồng giặt được hãng bảo hành lên tới 10 năm, 90 ngày dùng thử miễn phí. Thật sự là quá được cho một chiếc máy giặt. Phiên bản màu đen mờ này, hãng Electrolux đưa ra mức giá là 14.900.000. Còn phiên bản màu trắng tinh khôi, hãng Electrolux đưa ra mức giá là 13.900.000. Để được mua với mức giá rẻ hơn hoặc mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, xin mời các bạn liên hệ với Mr. Tú hoặc truy cập website kỹsưdienmay.com. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào liên quan đến máy giặt, máy sấy quần áo, máy rửa bát, mời bạn liên hệ với Mr. Trung, một thành viên của Kỹ sư Điện Máy. Xin chào trân trọng và hẹn phục vụ.